Vâng, thật vải trưởng các bạn ạ. Thì trước mắt của các bạn là hai siêu phẩm chùm cuối lo kéo 3 tấc đến từ thương hiệu Trung Quốc TBZ. Đây là mẫu mới TBZ 125. Và bên tay phải mọi người là siêu phẩm chùm cuối lo kéo 3 tấc đến từ thương hiệu Việt Nam Rosin VF12 Infinity. Vừa dự đoán con nào hay hơn nha. Thì con mà mọi người cùng đi vào phần đánh giá nhanh so sánh về chất cầm của hàng lo này. Mọi người dự đoán con nào hay hơn cứ để lại phần bình luận bên dưới nha. Tủ động Bolero đến từ chiếc lo VF12 chùm cuối lo kéo 3 tấc đến từ thương hiệu Việt Nam. Rất rõ lời. Một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt. Âm lượng lúc này là 60%. Đang tắt ở ngoài trời rất cực kỳ ồn. Anh át hết mọi tiếng ồn luôn quý vị. Và sau đây kế tiếp là âm thanh đến từ con lo CDS chùm cuối 3 tấc đến từ thương hiệu Trung Quốc CDS. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mạnh hơn nữa, chúng ta sẽ tăng full cây, full âm lượng, full bass chép, full trên điện thoại. Thử coi con nào sẽ bị bể tiếng trước. Bây giờ em sẽ tăng full, full bass chép, full âm lượng trên loa. Rồi chúng ta sẽ đi vào màn đấu cực kỳ kịch liệt giữa hai thương hiệu chùm cuối lo kéo. Chúng ta sẽ tăng dần dần trên điện thoại lên nha. Đây là con lo CBZ trước. 80% rồi. Vẫn chưa đủ, bây giờ em sẽ cho một đòn cực mạnh. Full cây. Full năng lượng, full bass chép. Rosin. Xin nghe hay hơn rõ rệt. Đó là ý kiến cá nhân của bản thân mình. Về cảm nhận như thế nào? Đừng quên để lại phần comment ở bên dưới. Rồi kế tiếp là chúng ta sẽ không dùng dài, chúng ta sẽ đi vào phần tháo mặt lưới và để những viên pin lên thử test thử con nào bắt mạnh hơn bằng cách chúng ta sẽ mở cùng mức âm lượng 50, 60, 70 hoặc là 100, thậm chí 100% thử coi nha. Con nào nó văng ra được nhiều viên pin hơn. Rồi let's go.
80% những viên pin chúng ta đã bay ra ngoài hết. Rồi chúng ta sẽ sang con V-Kip 12. Mới 50% là tất cả những viên pin đã bay ra ngoài, còn bên đây là phải tới 80 những viên pin mới bay ra ngoài nha quý vị. Đây là chúng lo ba tấc đến từ thương hiệu Việt Nam, bát vô cùng lực nha, vô cùng mãnh liệt luôn. Bây giờ là chúng ta sẽ đi vào phần tháo cái bát bên trong và cái chép, và chúng ta sẽ tháo thử cái bo mạch xem thử cái chất lượng bên trong nha mọi người. Đầu tiên thì nhìn hai cái nón lo nè, nhìn bên đây nó khá là mỏng manh nên không dám đụng mạnh. Đây là thương lo Trung Quốc, bên đây là lo Việt Nam. Và cái gân nè, gân này gân vải vô cùng chắc chắn nè, mọi người có thể đụng mạnh thoải mái. Còn bên đây là lo Trung Quốc là gân nó rất là yếu mềm, nhìn nữ nhi yếu mềm ha. Bên đây là đàn ông đích thực, wow. Rất là cứng nha. Đó rồi, chúng ta đây là cái nón, xin lỗi mọi người, cái họng chép bên lo Trung Quốc nè, nó khá là nhỏ. Còn bên đây họng chép rất là to luôn mọi người. Chưa biết cái cũ bên trong như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khám phá bên trong nha. Rồi đây là cái cũ tư cao cấp nhất của thương hiệu GVS, có về loa 3 tấc, chùm loa kéo 3 tấc của thương hiệu GVS. Thường là GVS 3 tấc nó chỉ có một phần hơn 1 triệu thôi. Đó, nhìn từng chi tiết từng ốc chỗ của lo bát của lo Việt Nam nó cũng dài hơn. Phải nói là nặng gấp đôi của cái cụ từ bên kia luôn mọi người ơi. Này nó tầm khoảng 7kg á, 7-8kg, nặng lắm. Mọi người thấy nhỏ qua xem qua camera thấy nhỏ vậy thôi chứ ngoài nó nặng lắm. Thật sự là rất là nặng luôn, cầm tóc mà thôi. Cụ từ của nó kéo 3 tấc, chùm 3 tấc của thương hiệu GVS nè. Chiều dài nè mọi người thấy không? Đó, lo kéo 3 tấc đến từ Việt Nam nè. Cụ từ khá là dày. Cái này là cụ từ nó rất là mỏng luôn nè. Và cái bình thì trong đây nó không hề ghi một cái thông số gì luôn mọi người. Cái bình thì lúc nãy em đã khám phá rồi, em tháo hết toàn bộ ra, những cái tháo hết chỗ này ra luôn, miếng sắt này ra luôn rồi. Nó không có ghi thông số gì hết á. Còn cái bình đây thì nó Việt Nam thì nó ghi là 14 ampe, nhất là lo bát là ăn rồi ha. Lo bát là hơn 10 rồi, chắc âm là hơn nữa là 20 rồi. Đấy là chép thử nha. Đây là cái củ chép nha mọi người, củ chép của lo GBZ G125. Có dấu hiệu là khá là nặng hơn cái cũ bên kia rồi, nó quằn xuống, cảm giác là nó quằn cái tay xuống luôn. Ô, do cái họng chép. Đây hai củ chép ta, củ chép thì củ chép bên lo Trung Quốc nó dày hơn, không nó có cái phần đít nè nên nó cảm giác như nói chung là nó dày hơn. Nhưng mà nên chính vì vậy khi mà từ đầu á mọi người nghe cái nhạc bên con lo Trung Quốc này nè, cái chép nó sẽ mạnh hơn. Khi mà chúng ta đứng gần chúng ta nói chuyện nó sẽ rất là khó để nói chuyện, nó rất là chói tai, nếu mà chúng ta nghe lâu nó sẽ bị đau đầu. Đây cái bo mạch nó đều có cái học riêng nè, bên đây cũng có cái học riêng luôn, bo mạch đều có học riêng hết. Đây là cái bo mạch. Đấy, nhìn chung thì chắc hẳn mọi người thấy rõ rồi, cái bo mạch thì bên lo chung thì nó dài hơn một xíu. Để bây giờ em sẽ đo chính xác cho mọi người luôn nè. Bo mạch của bên lo chung nó 31 chiều cao, và chiều bên đây nó ngắn hơn xíu nè. Bo mạch của lo Việt Nam là 30 rưỡi, không nhiều. Và chiều ngang của nó nè 14 nè. Bên lo Việt Nam nó tới là 19 luôn. Đó, tức là nó bự hơn mọi người. Bo mạch của lo kéo đến từ thương hiệu Việt Nam nó bự hơn, nó to hơn rõ rệt nhìn bên ngoài ha. Những
những cái nút chỉnh nhìn nó cũng xịn sò hơn. Nó có cái những cái chỗ để chúng ta thoát gọi là tản nhiệt á. Khi mà chúng ta, bởi vì con lo này nó cho ra cái công suất nó lớn hơn, rõ rệt so với con lo CBZ3TAC đến từ thương hiệu Trung Quốc này. Đó thì video đến đây đã kết thúc rồi. Xin ân ái chào tạm biệt mọi người ở video tiếp theo. Vì không có nhiều thời gian nên em không có tháo bo mạch cho mọi người. Nhìn bên ngoài thì con bo mạch của con VK12 thì em nói chung có nhiều video tháo rồi, rất là xịn sò. Xin ân ái chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha mọi người. Xin ân ái chào tạm biệt.